bạn nào thắng chúng ta thi đấu lần này thì bạn chúng ta sẽ vào trận chung kết thi đấu chung với bạn Ngọc Minh. Và mắt thi đấu là mắt mừng Gunny 4 tuổi. Sinh nhật 4 tuổi. Thì mừng Gunny 4 tuổi cũng là sinh nhật đó thôi. Chẳng lẽ người ta mừng 4 tuổi là mừng gì? Mừng 4 tuổi thọ hả? Mừng thọ. Ai biết. Cái từ ngữ Việt Nam nó phong phú lắm nha Vinh. Vâng, và mắt thi đấu này là một mắt thi đấu có chúng ta đánh giá rằng là nó khá là dễ dàng. Thế là khá là dễ dàng. Tại vì thứ nhất là nó chỉ là một khi map thi đấu đơn thuần hai màn hình và hầu như thì địa hình cũng không có hiểm trở cho lắm. Nếu như mà bạn nào chúng ta không bay vào vị trí chính giữa thì nó là một map thi đấu khá là đơn giản. Và hầu như thì nếu như tất cả các bạn Gunner nào chúng ta yêu thích Gunny thì đây là một map mà rất là dễ xảy ra. Họ không biết là do là nó có cái sự mà BA cho cái việc 4 tuổi, Gunny 4 tuổi này hay không. Thôi nhớ là cái đợt mà vừa mới ra map này hầu như thi đấu là đấu chừng 10 trận là vô map này hết 2-3 trận. Vì vậy cho nên các bạn Gunner thì an tâm. Nhưng các bạn an tâm là bây giờ Gunny đã 6 tuổi rồi chứ không còn 4 tuổi nữa. Mới đây đã trải ra 6 năm. Những pha bắn đầu tiên của bạn Nhật Quang khá là chuẩn xác so với bạn Hồng Thái. Có thể thấy thì dường như có lẽ là trên cơ chút xíu. Bạn Hồng Thái như là kỵ cơ với bạn Ngọc Minh. Ê, bạn Nhật Quang và bạn Nhật Quang thì kỵ cơ bạn Ngọc Minh hay sao? Và thi đấu gặp bạn Hồng Thái thì bạn Nhật Quang, bạn ấy khá là tự tin tung ra những pha đam. Hay là có lẽ là do họ gặp mắt thi đấu quen thuộc của chính bản thân mình, Vinh nhỉ? Có vẻ là họ đang chính đã muốn là sau khi những cái pha giằng co nó khá là lâu thì các bạn ấy muốn YOLO một lần. Không, Thỏ là thích cái kiểu thi đấu này hơn. Đúng rồi. Tại vì tất cả các bạn đều có cơ hội và các bạn sẽ được nghỉ ngơi sau một trận thi đấu. Thắng hay thua đều vẫn vậy. Nhưng mà Vinh có thể thấy là nãy giờ là bạn Nhật Quang như bạn ấy hơi tuổi thân mà. Bạn ấy thi đấu liên tục. Ngay trận đầu tiên và đây là trận thứ ba bạn ấy vẫn phải thi đấu các bạn. Tiếp tục là những pha bắn không thành công của bạn Hồng Thái ạ. Hiện tại trên màn hình thì bạn Hồng Thái chỉ còn chưa đầy 1/2 cây máu. Hơn 1/2 cái máu. Hơn 1 chưa giờ. Đầy không. Vinh nhìn lại đi, mắt của Vi là hả? Mắt của Vi là 12, cái lộn 11 trên 10 nha. 11 trên 10. Mà Vi có biết chơi bài cào không? Số bù thành sao? Nó lột ngược lại là 1 trên 10 đó Vi. Nhưng mà hả, Vi không có cặn. Tại vì không nghe được âm thanh của Gunny cho nên Thỏ vẫn không có xác định được là bạn Hồng Thái bạn đã bay ra ngoài màn hình hay là bạn ấy vẫn ở đó. Vâng rồi, bạn ấy đã giáp lá cà với bạn Nhật Quang rồi các bạn. Vâng, hai bạn ấy đang ôm nhau một cách thấm thiết. Ôm chính xác là ôm nhau một cách thấm thiết và bật khiên cùng nhau. Các bạn không biết có hôn nhau không? Không, các bạn bật khiên là các bạn còn đang e dè, e ngại với nhau. À, bật khiên à. Vâng, trong tình thế này mặc dù có khiên nhưng mà lượng máu của bạn Hồng Thái vẫn rất là thấp. Bạn Hồng Thái vừa rồi đã có một cú miễn kháng khá là dễ thương. Bạn ấy vẫn nằm đó. Vâng ạ, đáp trả cho bạn Hồng Thái là bạn Nhật Quang cũng chạy luôn một pha miễn kháng và hấp thụ. Hai bạn ấy đang có bầu, đứng gần rất sát nhau, nhìn nhau đắm đuối. Không biết là nên bao hay nên dừng. Và trong tình thế này thì bạn Hồng Thái quyết định là thay đổi vị trí của mình. Tại vì lượng máu của bạn ấy không ủng hộ cho việc là đôi co trong tình thế này. Nhật Quang quyết định full bow. Nếu mà đây là một cú full bow trúng thì cũng thì Hồng Thái sẽ rơi vào thế rất là bị động. Bị động gì nữa, có thể lên đường luôn. À vâng, một cú xuyên giáp đó các bạn. Vâng ạ. Kết thúc trận đấu thứ 3 của chúng ta ngày hôm nay tại đây rất là nhanh chóng và gọn gàng. Vâng vậy. Và tỷ lệ và phần thắng nó nghiêng về bạn Nhật Quang. Trận đấu diễn ra rất là chóng váng, các bạn có thấy rằng là kiểu xuyên giáp. Đây bạn Nhật Quang. Cuối cùng miền Nam. Cuối cùng là